Chào các bác nhá, hôm nay lại đến ngày đi bảo dưỡng tụ hộp cáp rồi đây. Hôm nay tháng này thì có 3 cái vuốc. Mỗi một vuốc thì 20 tủ. Vuốc dao là 20 tủ cáp. Hôm nay mới bắt đầu ngày đi làm đầu tiên. Còn có 10 ngày nữa là sẽ hết cái ngày để củng cố tủ hộp cáp. Hôm nay đang phải đi tích cực đi để đóng cái vuốc tủ cáp này đi. Đây là cái tủ bắt đầu luôn này. Tủ này khoảng cách thì nó 2 mét, không đạt rồi, nhưng mà ở đây điểm cao. Điểm này điểm cao cho nên là nó vẫn yên tâm. Đây là cái ống vàng nó đang bị lệch. Ống vàng đang bị lệch một tí. Gõ cái dây đai này xuống các bạn. Cái ống vàng này thì phải bắt ngang với cái đáy tủ này. Cái này họ bắt chắc quá cho nên là cũng khó làm này. Giờ đóng là lên đấy. Ok, đây, ngang rồi này. Nó hơi còn có mỗi một, có độ tầm một phân nữa. Đây đây là cái bộ chia mà bên đối tác họ đã hàn rồi này. Hàn như này. Ở đây thì thiếu mất cái coupler rồi các bạn. 2 4 6 7 7 nhà này. Check ra soát ở trên này xem. G178 GN23 2322 NA22 1 2 3 4 5 6 7. Đây, cái này thiếu cái nhãn này. Số 1 thiếu nhãn này. Luận. Số 4 Hùng. Hùng số 7. Thụy số 2. Nương số 5. Mùi số 3. Và đây là Tình Quy T8. Thiếu tem nhãn thì anh em cũng phải, các bác cũng phải ghi lại nhé.
Đây số 1. Đi củng cố này thì cũng không mất thời gian lắm. Đây là những cái tủ, à đây có rồi nhưng mà bị. Bởi vì mấy cái tủ này thì thực ra là mình đã củng cố thường xuyên rồi, cho nên là bây giờ chủ yếu là đi chụp cái ảnh thôi. Vâng, đây nào. Đây hào lắp à? À lắp ha. Ủa, cái 4 anten con uế, chào con uế, cái này đang phải xú hôi lại anh. Cái con thì bị lôi. Cái này đang xú hôi là mà. Ồ, cái con thì đang bị lôi. À, có nhận thì thoáng đi. Lâu chui tủ. Đây, cứ thi thoảng một vài tháng nó lại bẩn hết cái tủ như này, mặt trước của nó. Nên nó phải lau chùi. Các bác kiểm tra xem ở đây nó có kín không nhé. Đây cái đầu cáp mà anh em ngày xưa đối tác họ siết không chắc này. Mình sẽ đẩy lên để siết lại cái cổ cáp ở đây. Một cái tủ củng cố như này thì nó có 12 cái lỗi cơ bản nhá các bác nhá. Ở đây tủ này thì bên đối tác họ làm cho nên là nó rất là ổn. Bây giờ chúng ta sẽ đóng cái 2322 này. Kết quả sau bảo dưỡng, chụp toàn cảnh phía sau. Được cố định chắc chắn. Kết quả bảo dưỡng chụp toàn hộp phía trước mặt thể hiện được nhãn tủ.
nhãn tủ đây các bạn. Nhãn tủ này, kết quả anh mở nắp tủ thể hiện được đường đi dây gọn gàng, đánh nhãn thuê dây thuê bao này. Chụp ảnh thể hiện cáp đi dây vào tủ cáp, không cho dây giường vào tủ cáp. Đây, đây chính là cái vị trí mà chúng ta cần chụp. Đây là hết cái ô này. Đây này, cái dây ra cường này của cái cáp cáp thuê bao này, cái cáp trục này. Đấy, một cái tủ này thì các bác phải chụp là 4 ảnh nhá. Hiện đợt trước là 6 hay 7 ảnh, 6 ảnh hay sao ấy. Đợt này thì ít hơn rồi. Đây mình giãn luôn cái này này vào. 23 22 23 21. Đợt trước sơn bằng này nhưng mà sơn này không ăn thua các bác. 1 2 tháng là nó lại chóc hết cái này. Chắc hết cái sơn này. Cho nên đợt này chơi bài này cho nó chắc ăn này. Vâng. Yêu cầu này cho họ đi lắm mất khẩn đó chứ. Cái gì bác? Vừa gọi đi mà vừa yêu cầu mình gọi lại cho à, gọi lại hay gọi lại đâu? Mà áp cả mắt thủ nó về đi à. Thủ mà đã mà như chủ lê cho mẹ con. Lê cái gì bác? Lê cái số vừa mới gọi thế này. Mới, số mới gọi cái này à? Ừ. À. Bố gói mấy con mà bỏ ở trên mà mình khua đi ăn mất. Con trai nó bác gọi lại cho. Đấy. Ôi giời ớt thổn mất. Ớt kìa. Ớt kìa mẹ. Đưa nó kìa mẹ có kinh ớt chết á. À. Dạ ra cái sao mới chạy. Vâng vâng. Đấy, như vậy chúng ta đã củng cố xong một cái tủ hộp cáp. Ê, không ơi, chú ơi. Vâng, vâng. À, trời nắng quá, lúc bác lúc nãy là không nhìn thấy cái điện thoại. Người ta vừa gọi cho nhưng mà không nhìn thấy để mà gọi lại cho người ta. Bác nhờ là xem lại giúp cái điện thoại xem. Cố gắng là mỗi ngày phải làm được độ tầm chục tủ. À mỗi một buổi là làm được chục tủ là ổn quá. Ba hai mươi mốt.
Một số dây thì nó bị căng quá các bác. Một số dây thuê bao nó bị căng quá. Ây da, dây này căng quá. Cái nhãn tủ này, cái này cũng bền phết đấy. Hình như là cái sơn này, hình như là sơn xịn hay sao. Cũng củng cố lâu rồi nhưng mà cũng chưa thấy bong. Nhưng mà tiện mình có sẵn cái này đã in sẵn rồi, cho nên dán luôn cho nó đẹp. Hai ba hai mốt toàn cảnh này, chụp phía nắp tủ, ảnh mở nắp tủ, dây thuê bao. Mấy cái tủ này nó rất là kín nhưng mà sau một thời gian nó cũng hay có kiến vào quá. Đây nó lại cũng tủ này nó có lại bung cái đầu cáp này.
Ở đây hình như là bị hết 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 cái nấc này rồi sao bác? Cày quá, nó bị trượt mất cái gen này. Toàn bộ mặt trước này, cách 5 mét này. Phía sau tủ cáp. Ok. Đây các bác nhá, đây là một cái tủ gọi là tủ mồ côi này này. Tủ này có duy nhất một thuê bao. Và là cái tủ này đưa vào kinh doanh phải 3-4 năm nay rồi. Tại sao gọi là nó là tủ mồ côi? Bởi vì 3-4 năm nay thì ở trong này có mỗi một cái dạng nhà duy nhất. Đợt trước là có một cái công ty, công ty này thì họ dùng cái gói cước cao ấy, cho nên là thi công một cái tủ cáp này vào. Từ đấy là lắp được cho hai nhà. Họ dùng khoảng độ 3-4 năm gì đấy thì phá sản. Phá sản thế là họ bỏ luôn. Ui giời, tủ này thì chắc có kiến rồi các bạn. Thấy tình hình không ổn này. Ui giời. Ui giời ơi. Đây, đây là những con kiến của rừng keo này các bác. Đây này, đợt trước em đã cho cái này vào rồi, nó vẫn chui vào được này. Khiếp thật. Ui giời. Kinh. Một đống kiến. Mấy con kiến này không thể làm được người được. Có phải nhà nó đâu mà nó chui vào như này. Cách tốt nhất thì các bác mở tủ cam này ra nhá. Mở ra khoảng độ tầm một thời gian, khoảng độ một ngày là nó sẽ đi hết. Còn nếu mà các bác xịt ở đây nó rất là bẩn này.
Nếu mà xịt kiến ở đây là nó rất là bẩn. Ở đây nó cắn được vào trong này này. Nó chui vào được trong này này. Kinh nhỉ. Mẹ nó cắn ghê quá. Cái tủ cáp Viettel nhưng mà nó cứ tưởng chắc là nhà nó hay sao ấy. Nó biệt thự luôn. Biệt thự kiến. Alo. Dạ anh ơi. Ừ. Cái chỗ xóm Giáng Đa Phúc ấy. Cái cột tự trồng của mình nó có mấy cái cáp Zipon nhỉ? Cột tự trồng xóm Giáng làm gì có nhỉ? Mình đi trên cột điện chứ đúng không? Cột điện Viettel mà. Có mình tự trồng cột nào đâu? Cột Viettel. Cột Viettel ở chỗ xóm Giáng ấy. Xóm Giáng không có cột nào tự trồng đâu. Đi hết cái cột đi. Cái chỗ trường mầm non ấy. Chỗ đấy nó đang bảo là chuyển cột điện, chỗ phó chủ tịch xã nó gọi ấy. Có cáp thuê bao thôi. Chuyển cột điện à? Chuyển cột điện. Có cáp thuê bao thôi. Đường nếu đường 04 thì có đấy. Có cả cáp cố định đây. Thế lúc nào anh về anh qua đấy anh ngó lại cả nhá. Trong hôm nay nhá. Mở ra như này các bác. Mấy hôm nữa lại vào lại. Cái tủ này thì tạm thời không đóng được guốc bởi vì nó quá nhiều kiến. Mở ra mai sẽ vào. Mai vào là nó đi hết mà. Mấy con kiến con này. Không phải không biết vuốt vào cái gì mà nghe nhói hết cả tay. Bị dính cáp quang các bạn. Bị chọc cái cáp quang vào. Ghê thật.
Cái cáp quang này nó chọc vào giống như kia, kiểu mình tiêm ấy. Đau lắm các bạn. Mẹ vẫn chưa được. Vâng. Càng lúc nó càng sâu vào sao? Vẫn chưa lấy được các bạn. Okay. Đi chạy sự cố đây, không làm không làm củng cố nữa, đi chạy mấy cái sự cố đó. Khi mà các bác đi củng cố thì các bác lưu ý các bác mang theo cái chích lít đi nhá, để đảm bảo là cái mình làm đúng theo cái chích lít của tổng công ty đưa ra ấy. Hẹn các bác ở video tiếp theo.